ông chủ Việt Á và 4 cựu sĩ quan ra tòa trong vụ gian lận sản xuất kit test. Diễn viên ký sinh trùng Lee Sun Kyun tử vong trong xe hơi, nghi ngờ tự sát. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Ông chủ Việt Á và 4 cựu sĩ quan ra tòa trong vụ gian lận sản xuất kit test. Tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt bị xét xử trong vụ án liên quan cựu phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học quân sự Hồ Anh Sơn cùng 3 cựu sĩ quan Học viện Quân y. Ngày 27 tháng 12, Việt cùng ông Hồ Anh Sơn và 5 người hầu tòa tại Tòa án quân sự thủ đô. Đây là vụ án đầu tiên Việt bị xét xử. Ngày 3 tháng 1 năm 2024, ông chủ Việt Á sẽ tiếp tục là bị cáo trong vụ đại án liên quan cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Hôm nay, ông Sơn, 47 tuổi, bị Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 3 cựu sĩ quan Học viện Quân y bị cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gồm ông Nguyễn Văn Hiệu, từng là đại tá, trưởng phòng trang bị vật tư, Ngô Anh Tuấn, từng là thiếu tá, trưởng phòng tài chính và Lê Trường Minh, cựu thiếu tá, cựu trưởng ban hóa dược. Liên quan vụ án, ông Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 4 luật sư đăng ký bào chữa cho 7 bị cáo. Bị hại trong vụ án được Viện Kiểm sát Quân sự Thủ đô xác định là Học viện Quân y, bị đơn dân sự là Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Tại phần thủ tục, hội đồng xét xử thông báo danh sách 16 người được Tòa án Quân sự Thủ đô triệu tập với tư cách nhân chứng. Trong đó có Trung tướng Đỗ Quyết, nguyên giám đốc Học viện Quân y, Đại tá Phạm Nhật Quang, nguyên chánh thanh tra Học viện Quân y. Song ông Quyết, ông Quang và 4 người có đơn xét xử vắng mặt. Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục xét xử vì những người này đều đã có lời khai trong quá trình điều tra, không có ý kiến khác. Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đánh giá, vụ án nảy sinh từ động cơ vụ lợi cá nhân của 7 bị can. Song bên cạnh là sự buông lỏng, thiếu sâu sát trong công tác giao, quản lý, nghiệm thu, quyết toán của các đơn vị có thẩm quyền. Nhà chức trách xác định Việt Á đã sản xuất hơn 8,7 triệu test, tiêu thụ 8,3 triệu test theo đơn giá 470.000 đồng, gấp hơn 3 lần giá sản xuất. Việt Á bị quy kết hưởng lợi trái phép gần 1.236 tỷ đồng. Diễn viên ký sinh trùng Lee Sun Kyun tử vong trong xe hơi, nghi ngờ tự sát. Sáng ngày 27 tháng 12, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, cảnh sát phát hiện tài tử ký sinh trùng Lee Sun Kyun trong xe hơi ở công viên Gwareong, Jongno-gu, Seoul, trong tình trạng bất tỉnh. Không lâu sau đó, phía cảnh sát thông báo tài tử đã qua đời. Theo suy đoán ban đầu, nguyên nhân tử vong là do tự tử, trong xe phát hiện than tổ ong. Hiện tại, phía cảnh sát đang tích cực điều tra cụ thể dẫn tới cái chết của Lee Sun Kyun. Trước đó, Lee Sun Kyun bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ sử dụng chất cấm kể từ tháng 10 năm 2022. Sau một cuộc thử nghiệm đơn giản và chuyên sâu, Viện Khoa học Pháp y Quốc gia đã thu được kết quả âm tính. Lee Sun Kyun bị cảnh sát triệu tập điều tra 3 lần. Gần đây nhất, nam tài tử thừa nhận sử dụng chất cấm vì tưởng đó là thuốc ngủ. Lee Sun Kyun cũng được yêu cầu kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Lee Sun Kyun sinh năm 1975, là tài tử nổi tiếng Hàn Quốc với nhiều tác phẩm truyền hình, điện ảnh đình đám. Nam tài tử còn gây tiếng vang với nhiều vai diễn nổi tiếng, trong đó tác phẩm điện ảnh Bom tấn ký sinh trùng. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.